Xin chào, hôm nay bạn ở quán không? Hôm nay là bạn có hẹn với mình để trang điểm không? Có hẹn với mình bây giờ là 8 giờ tối. Thì bạn có hẹn với mình. Ok, bạn tên gì? Không sao, hôm nay thì mình sẽ trang điểm cho bạn không? Mình sẽ trang điểm cho bạn. Hôm nay bạn có hẹn đi chơi phải không? Ok, nếu vậy thì yên tâm, mình sẽ trang điểm cho bạn thật là đẹp. Ok, trước tiên thì mình hỏi bạn là bạn có bị dị ứng da không? Da bạn có bị dị ứng với lại các loại trang điểm không? Hồi trước bây giờ có trang điểm chưa? Không có bị không? Ok, hồi trước bây giờ có trang điểm nhiều không? Không sao. Nếu mà ít thì hôm nay mình sẽ làm cho bạn rất là lộng lẫy. Ok, tất cả các đồ trang điểm của mình đó là đều là tự nhiên. Nó có một chút xíu giống như là màu thôi, còn tất cả đều là rất là tự nhiên nên không có bị hại da. Ok, với lại là mình làm rất là cẩn thận. Những cái chất mà mình làm bỏ lên da bạn là những cái chất không gây độc hại cho da. Ok, mình sẽ cho bạn xem các bộ trang điểm sắp tới là mình sẽ làm cho bạn ha. Ok, đây là bộ trang điểm mà mình sắp sửa làm cho bạn. Đây là màu mắt. Okay, đây là màu mắt mà mình sẽ cho bạn lựa. Bạn chọn là bạn thích cái màu nào, hoặc là mình sẽ xem là các buổi tiệc đó, nó như thế nào, rồi mình sẽ lựa màu thích hợp cho bạn. Rồi mình sẽ cho bạn coi ha, toàn bộ cái bộ mỹ phẩm này. Đây là bộ mỹ phẩm mà mình sắp sửa làm cho bạn. Okay, mình giới thiệu cho bạn luôn ha. Đây là màu mắt, là đánh màu mắt cho bạn từ đây tới đây. Okay, ở đây cũng là màu mắt luôn. Okay, những cái màu đây cũng là màu mắt, và đây là màu son, các loại son. Okay, các loại màu son bạn có thể lựa bất cứ loại nào mà bạn thích. Ok, đây là màu son. Okay, đây á là màu cho mí mắt của bạn. Okay, ngay cái mí mắt á thì mình sẽ lựa cái màu đậm hơn chút xíu, thì bạn sẽ lựa những cái màu ở đây. Đây á là màu phấn phấn mềm phấn nền. Mình sẽ cho bạn coi ha. Đây, đây là màu phấn phấn phủ. Okay, còn đây là phấn nền. Okay, đây là phấn nền. Còn loại ở đây á, là để cho che khuyết điểm. Okay, che những cái khuyết điểm trên mặt bạn á. Nhưng mà mình thấy bạn rất là đẹp, không cần phải che khuyết điểm. Okay, thì hôm nay á, là mình sẽ trang điểm cho bạn bằng những cái màu mà hiện giờ mình đang có, bằng cái bộ mỹ phẩm mà mình đang có. Ok, thì bạn yên tâm đi, là cái bộ mỹ phẩm mà mình có hiện giờ nó không có gây hại cho da. Ngoài ra thì phấn mắt mình cũng có thêm vài màu cho bạn chọn. Ok, đây là phấn mắt mình có ở ngoài thêm nữa, để ví dụ mà bạn không thích những màu bên kia thì mình có thể lựa thêm những màu ở đây. Thì bạn sẽ được có một cái khuôn mặt rất là đẹp, cái rất là nổi bật khi mà bạn đi đi tiệc.
Và mình đó, mình trang điểm rất là kỹ. Mình sẽ làm cho bạn rất là hài lòng. Ok. Ok, trước tiên thì mình sẽ lau mặt cho bạn trước. Ngồi thả lỏng ra. Thư giãn. Da mặt của bạn rất là đẹp. Bây giờ mình lau cho nó sạch. Xíu nha. Làm cho da của bạn mát mát. Mình sẽ dùng cái chai này thoa chút xíu lên mặt của bạn. Ở đây á là nó cái này á, là nó dạng bọt á. Thì nó dạng bọt á, là nó đã hòa tan những cái chất mà làm mát da của bạn nè, những cái chất bổ cho da đó, thì nó làm cho da của bạn mịn hơn và giống như là nó làm sạch da của bạn nữa. Ok, thì cái chất này á rất là tốt cho da của bạn trước khi mà bạn trang điểm. Quá đẹp. Da của bạn sáng hơn rồi đó. Da của bạn sáng hơn rồi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ thoa một lớp kem dưỡng ẩm. Chút xíu nữa mình trang điểm chút xíu nhẹ là rất là đẹp, đẹp sắc sảo, đẹp xuất sắc. Bạn đi vô buổi tiệc là bạn là người đẹp nhất. Ok, quá đẹp quá đó. Xem da của bạn xíu nha.
xíu kem phủ lên, kem phủ lên là da mặt của bạn không cần phải che khuyết điểm. Tại mặt đẹp quá mà đâu có khuyết điểm đâu. Nghe mũi sẽ đánh phấn nền cho bạn. Cái okay, đánh phấn nền thì đánh phấn nền á, bây giờ là buổi tối ha, bạn đi tiệc thì mình sẽ đánh phấn nền, mình sử dụng cái phần này, okay. Sử dụng cái phần này để đánh phấn nền cho bạn. Bạn nghĩ thử coi mà bạn thích màu nào. Màu này mình thấy là buổi tối mình hơi làm nó hơi trầm trầm chút xíu, đừng có làm sáng quá. Sáng quá thì nó hơi giống cải lương. Cái bây giờ mình sẽ lựa cho bạn cái màu này đi ha, màu này mình thấy là hợp với bạn nhất luôn á. Ok, ok, nếu vậy thì mình sẽ lấy cái màu này cho bạn. Phủ một lớp phấn nền cho bạn. Phủ một lớp phấn nền. Ok. Ok. Ok, bạn nhắm mắt lại. Ok. Mình chậm hai bên mặt cho bạn. Được rồi đó. Ok, mình đánh xuống phía mũi. Đánh phía sau mũi. Phía sau mũi gì đây. Ok, đánh hai bên mũi. Đó. Ok. Mình đánh hai bên má bên đây ha. Tại vì buổi tối á, mình đi mình chỉ cần những cái màu giống như là nó trầm trầm á, mình nhìn nó sắc sảo đủ rồi, chứ còn mà mình làm sáng quá không có đẹp. Buổi tối mà mình làm sáng quá người ta tưởng mình đi hát cải lương á. Ok. Bấm môi lại nhé.
hôi vàng là đẹp rồi, nhưng mà mình thêm chút xíu nữa thôi. Nhìn bạn khác liền luôn. Ok. Nhìn nó khác hẳn luôn, mình sửa chút xíu đó là nó khác đó. Ok, mình sẽ vẽ chân mày cho bạn. Chân mày cho bạn thì mình sẽ có những cái màu ở đây. Chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 5 màu. Mình thấy là chân mày của bạn là bạn vẽ màu này là ok nhất. Màu đó là ok nhất. Tại vì cái vẽ màu này á, cái chân mày bạn rất là đẹp. Ai vẽ chân mày bạn rất là tuyệt vời. Bạn có một cặp chân mày rất là hoàn hảo. Thì đó, mình sẽ làm cái chân mày nó nổi bật lên chút xíu. Thì mình lấy cái màu này. Cái màu này là tuyệt vời cho bạn. Chân mày của bạn, từ từ chạm chân mày của bạn. Chân mày của bạn tỉa rất là đẹp. Chỉ cần mình chậm lên chút xíu nữa thôi, chút xíu nữa thôi là tuyệt vời. Chỉ cần mình chậm lên chút xíu nữa thôi. Bây giờ mình sẽ kẻ bên đây ha, chân mày hai bên đều lắm. Cái chân mày á nó vô xíu là nó làm nổi bật cái mặt của bạn, làm nổi bật cái chân mày lên. Cái chân mày mình đẹp mà, không có sao, mình làm cho nó nổi bật lên. Sẽ làm cái màu mắt ở trên đây cho bạn. Màu mắt gọi là cái màu mắt nền á. Thì bạn muốn theo cái dạng như thế nào? Hơi cam cam. Hơi cam cam, mình thấy bạn hơi cam cam xíu là
là đẹp. Thì nếu như vậy thì mình sẽ lựa màu này cho bạn. Mình thấy là màu này ok cho bạn rồi. Okay, màu này màu cam, hoặc là màu cam nhạt hơn chút xíu. Okay, bạn thích màu ở đây không? Hay là màu ở đây? Màu ở đây cũng hơi nhạt, mà thấy màu ở đây ok đó. Xíu nữa mình dặm chút xíu nữa thôi, chút nữa đó, thì cái màu mà sâu bên trong mắt đó, thì mình sẽ làm cái màu khác nó nổi bật lên cho mắt của mình, mà làm cho mắt của bạn sâu hơn nữa, mắt của bạn sâu hơn. Okay. Bây giờ ha, thì bây giờ tới cái bầu mắt. Okay, cái bầu mắt thì mình làm nhẹ thôi, mình làm cũng nhẹ 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 thôi. Thì cái bầu mắt bạn nghĩ màu gì ok? Mình á, theo mình á, thì mình sẽ đánh màu màu này, nó đậm hơn cái màu này chút xíu. Màu này nó đậm hơn một chút xíu. Tại vì á, ở đây nó hơi lợt phải không? Xuống dưới này nó hơi đậm. Một chút nữa mình đánh eyeline nó hơi đậm hơn một chút xíu nữa là đẹp. Ở đây ha, mình lấy cái màu này. Okay, mình sẽ lấy màu này cho bạn. Tại vì cái màu này rất là đẹp. Mình nhắm mắt lại. Sâu á, mắt bạn nó sâu rồi, mà nhìn mình đánh lên chút xíu nữa là nó thu hút bước tôi người ta. Bạn cặp mắt rất là đẹp, rất là đẹp. Okay. Mình đánh bên đây ha. Bên đây. Ok, hồi trước giờ bạn có trang điểm nhiều ít khi á. Da mặt của bạn á rất là đẹp. Đi lâu lâu mình trang điểm, bạn trang điểm lên nhìn nó khác lắm. Nhìn nó không giống như bình thường, nhìn nó đẹp, nó thu hút hơn, thu hút người ta hơn. Mình đánh nó sơ sơ. Bây giờ mình sẽ đánh tới phần eyeline, kẽ viền mắt. Okay, mình sẽ đánh phần kẽ viền mắt. Thì hồi nãy là mình đi màu cam với màu hơi cam, cam đậm chút xíu. Thì bây giờ mình nghĩ là bạn nên đi màu này. Màu này nó
là sâu. Quá đẹp rồi đó. Mình lướt lại một vòng nữa cho nó mướt ha. Mình lướt lại một lần nữa. Bạn mở mắt ra. Đẹp rồi đó. Bây giờ là mình sẽ đánh má hồng. Đánh má hồng cho bạn. Thì má hồng á là mình sẽ lựa màu này cho bạn ha. Tại hồi nãy giờ là mình đi với cái tông màu này. Thì bây giờ mình sẽ lựa màu này cho bạn. Mình đánh sơ thôi, tại mặt của bạn nó đẹp sẵn rồi. Sơ. Okay, mình đánh bên đây ha. Da mặt của bạn đánh cái màu gì lên nó cũng đẹp lắm. Tại khuôn mặt đẹp mà. Thì mình chỉ cần trang điểm nhẹ một chút xíu thôi là đẹp liền. Không cần phải nhiều đâu. Theo thì mình sẽ đánh cho bạn một chút xíu son nhẹ 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 ở trên trên môi của bạn. Son là mình có các màu ở đây. Mình có màu hơi tím tím, okay. Hơi tím tím, màu màu đây là nó tím có kim tuyến nữa. Đây là màu đỏ, cam là cam kim tuyến nè, cam hơi nâu chút xíu, hồng. Theo mình thấy là bạn đánh cái loại cam. Tại môi của bạn mỏng, môi của bạn mỏng nên đánh cái màu cam, màu cam này nè, đó, màu cam này nè, lên nó nổi bật cái môi bạn, nổi bật cái môi bạn, làm cho môi bạn á là giống như rất là quyến rũ. Thì mình lấy cái màu cam này ha, màu cam này cho bạn. Bạn thả lỏng người ra, thả lỏng vai, thả lỏng cơ mặt ra, thả lỏng. Okay.
môi bạn mỏng á, thì họ đánh cái màu mà nó hơi sáng chút xíu, nhìn rất là dễ thương. Nhiều người mà hơi dày chút xíu thì mình đánh cái màu cherry á, đánh màu cherry cũng đẹp, kiểu cherry á, ở bên trong thì nó đỏ, còn bên ngoài thì nó hơi nhạt nhạt chút xíu. Nhưng mà môi của bạn là một màu là tuyệt vời, một màu rồi là tuyệt vời, càng sáng tối thật